Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật nhé. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên cho các bác vài mã đĩa cassette nữa. Các bác xem video ở trong xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì xin một đăng ký kênh nhé. Mọi thông tin liên hệ thì các bác liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của em là 0968 634 298. Đầu tiên, mã đầu tiên của ngày hôm nay là một em Hitachi với model là TRK W103. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Con này hình thức của nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, radio sống này. Hai cửa băng cassette xem nào. Hôm nay em thấy cassette chạy một bên này. Các thử xem nào. Con này cassette chạy một bên các bác nhá. Đấy, hình thức rất là đẹp luôn. Đó. Hình thức còn quá đẹp, mặt trước mặt sau. Dây co da này nó hơi bị trùng rồi các bạn. Khả năng các bác về cũng phải dọn thôi. Mã số đầu tiên. Bao nhiêu đây nhỉ? Mã số 30. Mã số 30. Xin lỗi các bác nha, mã này mã số 29. Mã số 29 à. Các bác lấy em này thì em để với giá là 800k. Tiếp theo em sẽ lên một em Sony CVS-E23. Đâu nè, dây ở đâu nè. Vừa mới đây còn vừa phải đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não đấy. Radio có nét luôn các bạn nhá. Có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Latopet CVS-E23 giải 108 các bạn nhá. Phải nói thật chuẩn vào Latopet. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả. Này các xét các bác về dọn này. Hình trước còn đẹp thôi. Radio ngon lành. Này bác nào lấy về thì nghe radio thì quá nét luôn này. Sony CFS E23. Mã này là mã số 30. Bác nào lấy em này em để với giá 600k. Mọi thông tin các bác liên hệ trực tiếp cho số điện thoại em là 0968 634 298. Tiếp theo là lên một em rất là to này, Toshiba này với model là JT8160S. Em thử điện nào. Radio ngon lành các bác nhá. Radio ngon lành luôn. Còn là các bác về dọn các xe nhá. Toshiba Bombay 2 này, giải 90.
Con này có đường line các bác nhá. Đây. Như nó ở góc này. Đây có đường line trong góc này các bác nhá. Đây. Rồi. Radio ngon lành, về các bác dọn cassette hình thức nó còn được thôi. Nút niếc anten đầy đủ. Toshiba Bombi 2. Mã này là mã số 31. Mã nào lấy em này em để với giá là 1.1 triệu. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một em cực khủng luôn. Sáp QT10CD. Hình thức còn quá đẹp luôn các bạn. Con này giải 108 này. Có CD luôn này. Đấy. Quá đẹp. Điện này xem nào. Xong rồi điện. Từ đây này, hình như chưa, hình như rắc chưa vào. À đây rồi. Sáp QT10CD giải 108. Mà quá đẹp các bạn. Con này tiếng quá tốt luôn các bạn. Sáp mà. Thì ở đây nếu như mà nhìn theo cái cạnh mà tích cực thì như vậy phải. Con này các bác về dọn cassette luôn. Cái công tác thanh tra nó được đẩy mạnh. Mà hình trước của nó còn đẹp lắm. Đây, em quay một vòng cho các bác xem. Hình trước đằng sau còn quá mới luôn này. Nút niếc anten đầy đủ luôn. Con này là cassette đôi các bác nhá. Đấy. Cái bề nổi chính là cái việc xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm mà là quá đẹp luôn. Đúng rồi. Sáp QT10CD, mã này là mã số 32. Bác nào lấy em này em để với giá là 1.1 triệu nhá. Quá đẹp luôn. Hình thức của nó quá mới luôn này. Đây, tiếp theo là một em Sony với Sony model này nó là cái gì? CFS à đâu? CFMSW11. Các bác ưng được mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại là 0968634298 nhé. Các bác xem video cho xin một like, một chia sẻ. Các nào chưa đăng ký kênh thì cho xin một đăng ký kênh nhé. Đây, là điện. Các bài tập phải đảm bảo tăng cường cả về sức mạnh, sức bền và các bài tập. Này bé nhưng mà bắt nét lắm các bạn. Sony mà. Chế độ dinh dưỡng hợp lý. Âm của nó là quá nét rồi. Đảm bảo phù hợp với thời tiết khí hậu. Thời gian tập luyện phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Ví dụ là không nên quá sớm hoặc là quá muộn trong ngày, quá xa hoặc là quá gần bữa ăn chính. Đó sẽ chạy nha các bạn nhá. Các set chạy này. Sony Radio giải 108. Mã này là mã số 33. Con này với giá em để với giá là 600k. Đó, một em Sony. Bắt cực nét.
Mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của em là 0968 634 298. Các bác xem video để cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nhé. Đây, tiếp theo là cũng là một em Sony đỏ này. Sony. Xem nào. Còn quá là đẹp cái hình thức của nó, trông nhìn qua thì còn đẹp hết, để em xem nào. Điện nó. À, các cái dịch tiết ở mũi rồi là bệnh này xảy ra nó sống các nhá, đẹp luôn. Nhưng mà xảy ra nhiều nhất ở là từ một giải 108 hai cửa băng cassette này. Với cái xem nào, cassette còn chảy không? Rất là nhanh. Với cái biểu hiện hắt hơi, chảy nước mũi và mệt mỏi. Cassette còn chạy này, em thử xem nào. Ui, cái cửa băng này nó tụt à? Nó chỉ tuột thôi các bạn, nó vẫn vào được nhá. Các sếp bên này thì các bạn phải dọn rồi, em thấy vẫn còn chạy đấy nhưng mà. Đó, các sếp bên này vẫn chạy các bạn nhá. Rồi. Sony. Sony này model gì đây? CVS W30 các bạn. Giải 108. Cassette thì đều chạy hai bên, em thấy các chạy hai bên đấy. Có một bên thì chắc là đây có ra trùng thì các bác về dọn. Đấy, hình thức của nó còn đẹp thôi. Mã này là mã số 34. Bác nào lấy con này em để với giá là 700k. Đây. Mai thì em sẽ lên một mã cuối cùng cho các bác là ngày hôm nay là mã Iowa. Để xem nào. Tiếp tục xuất hiện rất nhiều hơn. Đó. Anh qua CS W1 W31 giải 108 các bác nhá. Xem là các set nó chạy một bên này. Hết băng rồi, để xem nào. Rồi, ra sẽ chạy vào. Rồi, con này các bác về dọn cassette nhá. Radio sống giải 108. Mã này là mã số 35. Rồi, mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0968 634 298. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm và ủng hộ kênh. Xin chào và các bác, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.